Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn, Vlog 789. Hôm nay tiếp tục bên mình lại có một số các cái sản phẩm hàng mới về. Bây giờ chúng ta sẽ sang với sản phẩm mới trước nhé. Ở đây thì bên mình theo nhu cầu của các bạn có để lại bình luận ở trên YouTube, thì các bạn có yêu cầu mình là lấy cái bộ kích điện từ 12V lên 220V, sử dụng bằng cái nguồn điện 48V. Là các bạn có thể là lấy cái nguồn điện từ cái xe đạp điện hoặc là xe máy điện của các bạn ấy, kích điện lên 220V để chúng ta sử dụng cho bóng đèn, rồi sử dụng cho quạt, cho bất kỳ mục đích gì khi mất điện, tận dụng cái bình ắc quy ở trong xe luôn. Thì các bạn đang thấy ở đây là một cái bộ kích điện của Suơ, nó kích điện từ 48V lên 220V. Sản phẩm có cái mã là SUB500F. Thì chúng ta sẽ xem bên trong xem nó bao gồm những gì nhé. Đây, như các bạn thấy là cái bộ sản phẩm đi kèm theo nhà sản xuất đó, nó cũng đúng theo ý của chúng ta luôn. Nó sẽ có một cái jack nguồn AC này để chúng ta cắm vào cái bình ắc quy của xe đạp điện hoặc là xe máy điện. Thì đầu ra chúng ta sẽ có hai cái cốt mà người ta đã kẹp sẵn rồi. Ở đây thì sổ hướng dẫn này, dưới đây có một cái thẻ bảo hành nữa này. Với cái sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành 1 tháng nếu như do lỗi nhà sản xuất. Và đây là cái hình dạng của cái bộ kích điện 48V lên 220V. Nó được sơn theo cái kiểu màu đỏ. Và cái mặt này chúng ta cũng giống như cái bộ 500W như hôm trước mình quay thôi, cũng có công tắc bật tắt này, đèn báo nguồn, đèn báo lỗi, cái phích cắm đầu ra, ổ cắm đầu ra. Ở đây là một jack USB 5V 1A để chúng ta sạc điện thoại. Còn về cái mặt này thì chúng ta sẽ có hai cái cọc đầu vào cộng trừ 48V để chúng ta kết nối vào cái jack mà nhà sản xuất đi kèm theo. Bên đây thì có cái quạt tản nhiệt. Cái này bên mình bảo hành 1 tháng, còn giá sản phẩm thì mình sẽ cập nhật sau. Mình sẽ có một cái video quay riêng về cái bộ kích này và thông báo các thông số cho các bạn dễ hiểu. Rồi ngoài ra thì bên mình hôm vừa rồi có hết hàng thì bây giờ cũng cái hàng này mới về rồi. Đây là bộ kích điện xin chuẩn 500W của Suơ. Đây, sản phẩm đi kèm theo thì có hai cái kẹp vào bình ắc quy. Điện áp đầu vào là 12V, điện áp đầu ra là 220V, sóng xin chuẩn 50Hz. Đây, vẫn là cứ như lần trước thôi, chả khác gì cả. Công suất hoạt động liên tục 500W, công suất khởi động lên đến 1000W. Và xin chuẩn thì nó tương tự như điện lưới của chúng ta, sử dụng thoải mái tất cả các thiết bị. Mặt trước mặt sau thì cũng như lần trước thôi. Giá cái sản phẩm này bên mình đang bán là 990.000, bảo hành 1 tháng. Tiếp theo chúng ta sang với sản phẩm mạch khuếch đại công suất mới. Thì bên mình mới về một cái loại mạch khuếch đại công suất này là sử dụng chuyên cho loa súp. Có nghĩa là về nhà các bạn chỉ cần kết nối cái nguồn của biến áp đi vào cái mạch công suất này thì đầu ra chúng ta có thể đưa trực tiếp vào cái loa súp luôn. Còn đầu vào thì các bạn cắm bằng cái jack AV, các bạn lấy tín hiệu từ điện thoại hoặc là từ bất cứ nguồn nhạc nào cũng được. Đây, các bạn thấy cái mạch này nó thiết kế với hai con tụ 100V 10.000mi. Và phía này thì nó sẽ có hai cái chip áp, một cái chip áp để tăng giảm âm lượng, một cái tiết giáp để cắt giải tần số đánh súp. Và đây là hai cái jack bông sen chúng ta đưa đầu tín hiệu vào. Nếu như ví dụ như các bạn thiết kế nó nằm ở bên trong loa kéo, bên trong cái loa súp luôn, các bạn có thể bẻ cái phần này, các bạn nối dài ra cái mặt để các bạn điều chỉnh cũng được. Miếng nhôm ở đây đã được lắp sẵn rồi. Đó, trên đây nó sử dụng hai cặp sò Toshiba C5200A1943. Nguồn cấp vào là nguồn đối xứng. Ở đây nhà sản xuất có để là chúng ta cho cái nguồn AC từ 20 đến 50V. Nguồn điện rất lớn các bạn ạ, lên đến tận 50V cơ. Và đây là đầu ra, có một cái rơ le để bảo vệ loa. Thì đối với cái mạch súp này, nếu như các bạn mà sử dụng cho tối đa được cái súp 40, nhưng mà để mà sử dụng được súp 40 thì các bạn nên phải cho nó cái nguồn tối đa như nhà sản xuất có nói là lên đến tận 50V. Điện áp càng cao thì mạch sẽ khuếch đại càng khỏe. Rồi, cái giá cái này mình sẽ làm một video riêng về nó, rồi mình sẽ thông báo giá và thông số các bạn biết nhé. Ngoài ra bên mình còn mới về cái loại mạch khuếch đại công suất 2.1 500W, sử dụng
3 cặp sò C5200A1943. Cái này bên mình đã có video quay cho các bạn thấy rồi. Dùng hai con tụ 63V 63V 10.000mi. Và trên cái bộ sản phẩm này nó có cả quạt tán nhiệt luôn. Đó, đầu vào đầu ra. Thì kênh ra loa súp 200W, còn kênh ra loa trái phải mỗi kênh là 150W nếu như các bạn cấp đủ nguồn cho nó. Tiếp tục chúng ta sang với sản phẩm mạch. Đây là mạch lọc âm sắc bát trung check 12V đơn V4. Đây là bản V4 của bên mình. Nguồn các bạn cấp vào cho nó là 12V DC là nó hoạt động được. Ở đây có 4 chiết áp. Thì có chiết áp bát trung check và volume âm lượng. Sử dụng hai con IC lọc chính là NE5532 để tiền khuếch đại. Đó, để áp vào. Nó được cái lợi là cái mạch này nó rất là lợi khi các bạn sử dụng trong trường hợp là làm loa kéo hoặc là sử dụng ở trên xe ô tô, vì nó chạy trực tiếp bằng nguồn 12V, rất là thuận tiện cho chúng ta luôn. Rồi, cái mạch này giá mình cũng sẽ báo sau. Và có sản phẩm hàng cũ nhưng mà đã hết hàng rồi, thì đây có mạch khuếch đại công suất 840W V1, giá là 620.000. Thì cái mạch này là mạch Class D, khuếch đại Class D. Nguồn điện vào từ cộng trừ 24V cho đến 30V. Nguồn đối xứng AC hoặc DC cũng được. Thì đầu ra của nó mỗi một kênh là 420W. Bên đây có mạch khuếch đại công suất 12V bằng IC TDA 7279 thì phải. 7297. Cái này là mỗi một kênh 15W. Nó có thể chạy được cho bát 12, bát 16. Nhưng mà nó chạy nguồn 12V để cho bạn nào thích làm một cái loa để nghe trên bàn vi tính hoặc là loa thay thế cho TV là cái bộ này rất là hợp lý. Tiếp theo bên đây có mạch khuếch đại công suất 300W V2. Thì cái mạch này mỗi một kênh nó ra là 150W. Trên đây có sẵn luôn cái phần chỉnh âm sắc là bass check và volume. Nguồn điện vào các bạn cấp cho nó là 12-24V. Nếu như các bạn muốn mạch khai thác được hết công suất của mạch thì các bạn phải cấp cho nó cái nguồn là 24V DC thì nó sẽ hoạt động hết công suất. Mạch này bên mình đang bán với giá là 360.000. Ngoài ra bên đây còn thêm nữa là cái motor, gọi là máy bơm. Máy bơm 12V không chổi than. Đây, 12V không chổi than. Các bạn có thể cấp nguồn cho nó từ 4,5V cho đến 12V. Công suất của nó là khoảng tầm từ 0,5 đến 5W. Và nó có thể đẩy lên chiều cao tối đa được 40 cho đến 250cm. Còn lưu lượng nước của nó khoảng từ 100 đến 350 lít trên 1 giờ. Đấy là thông số của nhà sản xuất. Và cái này nó sử dụng bằng động cơ không chổi than và chống thấm nước. Các bạn quăng cái này nằm xuống chậu nước cũng được. Nó hoạt động bình thường, nó không vấn đề gì đâu. Rồi, như vậy là tất cả các sản phẩm hàng mới về của lần này. Ngoài ra còn thêm một cái sản phẩm này nữa. Ở đây là hai cái thùng chứa cái bộ kích cá điện tử 6 phép V1. Cái bộ này bên mình đang bán với giá là 590.000. Ở bên trong cái bộ kích này nó sẽ có bao gồm 8 con mốt phép. Đây, nhà sản xuất có đề là 8 con mốt phép ở đây. Thì trong khi đó có 2 con mốt phép là làm nhiệm vụ chống ngược cực đầu vào, và 6 con mốt phép làm nhiệm vụ kích công suất lên cho pin áp. Và mã sản phẩm có tên là FLW68000W. Đây là sản phẩm thuộc của Fully One. Tất cả các sản phẩm bên mình đều là của Fully One hết, thương hiệu con cá mập. Rồi, như vậy là sản phẩm này bên mình cũng bảo hành 1 tháng luôn. Như vậy là tất cả các sản phẩm ngày hôm nay hàng mới về mình cũng đã review cho các bạn xem. Và bên mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Rất mong các bạn trong thời gian sắp tới sẽ ủng hộ tiếp nhé. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào linkkien789.vn để đặt hàng. Ngoài ra bên mình còn có shop ở trên Sendor, trên Shopee, có tên là Mẹo Vặt 789 và linkkien789. Các bạn cứ lên Shopee và Sendor ghi hai cái từ khóa đó là sẽ tìm ra được cái shop của bên mình để đặt hàng nhé. Cũng có nhiều thời gian họ sẽ miễn phí ship hàng. Như vậy là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.